Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển YouTube sang chế độ nền tối trên máy tính Nếu mà các bạn chúng ta không thích sử dụng YouTube trên chế độ nền sáng nữa Thì các bạn chúng ta hãy chuyển qua chế độ nền tối Cách chuyển YouTube sang chế độ nền tối thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên các bạn chúng ta sẽ tích chuột vào hình đại diện của tài khoản YouTube Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào giao diện Thì lúc này nó sẽ xuất hiện là các giao diện như là giao diện nền tối và giao diện nền sáng. Ở đây á tôi đang chọn vào giao diện nền sáng. Nếu mà tôi muốn chuyển qua giao diện chế độ nền tối á thì tôi sẽ chọn vào giao diện tối này. Thì các bạn thấy lúc này á giao diện nền tối nó sẽ được áp dụng đối với tài khoản YouTube của tôi. Còn nếu mà không thích chế độ nền tối nữa thì các bạn chúng ta chuyển qua sáng. Cách làm cũng tương tự. Nhấn vào hình đại diện của tài khoản YouTube sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào giao diện Nếu mà các bạn chúng ta tích vào giao diện á Mà nó không xuất hiện cái gì á Thì ở đây này Nó đang ẩn này Đó các bạn chúng ta sẽ ra chuột để các bạn chọn này Chọn vào giao diện lên sáng Đó Còn đối với các chân duyệt khác á Thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Giả sử như ở đây Đối với chân duyệt là Firefox Ở đây tôi cũng nhấn vào hình đại diện Của tài khoản Youtube Sau đó tôi sẽ chọn vào Giao diện sáng này tiếp theo tôi chọn vào giao diện tối thì lúc này á youtube của tôi nó đã chuyển qua chế độ nền tối còn đối với youtube á mà các bạn chúng ta chưa đăng nhập tài khoản mà các bạn chúng ta muốn chuyển qua sáng hoặc tối á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào giao diện các bạn chọn vào tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn sáng hoặc tối ở đây tôi sẽ chọn sáng này Đó Thì YouTube sẽ chuyển qua Chế độ nền sáng Chọn vào 3 dấu chấm Tiếp theo chọn vào Giao diện Ở đây tôi sẽ chọn vào Giao diện nền tối này Đó Thì nó sẽ Xuất hiện giao diện nền tối Trên tài khoản YouTube của tôi Như vậy là trong video này Tôi đã hướng dẫn cho bạn Cách chuyển YouTube Sang chế độ nền tối Trên máy tính Nếu thấy video hay hiểu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh Và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi